Thưa các bạn, hôm nay Khang Audio tiếp tục chia sẻ đến các bạn một cái sản phẩm loa toàn giải sử dụng thùng Flugelhorn. Thưa các bạn, đôi loa mà kiểu thùng Flugelhorn là một trong cái thiết kế rất nổi tiếng của một những cái kỹ sư âm thanh người Canada và đã được hãng Fostech gợi ý cho những người chơi loa toàn giải đóng thùng và sử dụng loại củ loa với đường kính là 4 inch tương đương với 12 cm. Đây là một trong những cái củ loa được đánh giá thùng loa đánh giá rất cao về kỹ thuật cũng như kiểu dáng. Khang Audio đã tiếp thu và thực hiện nó trên những cái sự thi công và thực hiện nó rất là chính xác, cắt ghép và hoàn thiện bề mặt là trên cơ sở là máy CNC. Đặc biệt với những đôi loa mà Khang Audio hôm nay chia sẻ đó chính là hoàn thiện bằng một trong những các cái vật liệu sơn mài truyền thống của Việt Nam và rất cầu kỳ, và nó là một những các cái sản phẩm audio rất là hoàn thiện cho cuộc chơi audio cũng như là để bài trí trong những các cái phòng nghe và những cái gia đình hiện đại. Vâng, thưa các bạn, đôi củ loa mà sử dụng cho thùng Flugelhorn này Khang Audio sưu tập đó chính là củ loa mang nhãn hiệu RFT2461, loại củ loa 4 inch tương đương với khoảng độ 12 cm, và đôi loa này Khang Audio đã sưu tập và mua được nó với những cái hàng lực lưu kho, với những các cái hàng còn mới nguyên ở trong hộp. Kiểu dáng của đôi củ này đó chính là màng giấy gân ở cao su và nam châm Pearl Martin, nam châm vĩnh cửu mà được sản xuất bởi hãng RFT với trở kháng là 4 ohm. Đây cũng là những các cái điều kiện để làm cho cái sản phẩm loa của Khang Audio nó trở thành hoàn thiện và nó là những cái đôi loa mới. Dòng loa mà Khang Audio thực hiện này có thể truyền tải được những các cái thể loại âm nhạc rất là phổ biến cũng như là rất là dễ chơi cho các dòng nhạc hiện đại, và sự phối ghép của nó cũng khá là thuận tiện khi mà có thể sử dụng với những các cái ampli bán dẫn hoặc là những cái ampli bóng đèn. Và tại buổi trình diễn ngày hôm nay thì Khang Audio có chia sẻ cái sự phối ghép giữa loa Flugelhorn sử dụng củ loa RFT2461 với một cái ampli Saba Studio 1 La Mã. Đây là một trong những cái ampli khá là điển hình cho cái dòng chơi này. Và ngoài ra thì cũng có một cái sự phối ghép so sánh với ampli đèn mạch SE bóng L84. Sau đây Khang Audio muốn trình diễn với các bạn những cái sản phẩm mà Khang làm nó rất là phong phú về kiểu dáng, đó chính là màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu kem, vân vân. Và sau đây xin mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc mà Khang Audio muốn chia sẻ. Vâng, thưa các bạn, đôi loa Flugelhorn dòng sơn mài với những các kiểu dáng và mẫu mã khác nhau, Khang Audio đã bán với giá 8.500.000, miễn phí vận chuyển tại Hà Nội, nghe thử 10 ngày. Nếu như quý vị mà không thỏa mãn các nhu cầu với cái sản phẩm thì có thể trả lại cho Khang Audio. Và mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm Flugelhorn loa sơn mài này, quý vị có thể truy cập trang web khang-audio.com để có thêm những thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.